Thưa quý vị, những thông tin xoay quanh ông Nguyễn Trần Hải, người bị nghi ngờ sử dụng bằng tiến sĩ giả để ứng tuyển vào nhiều trường đại học cao đẳng đang là tâm điểm chú ý, ghi xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên chiều 4 tháng 12 năm 2023, đại diện trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã từ chối ký hợp đồng chính thức với ông Nguyễn Trần Hải do ông này thiếu bằng đại học. Đại diện trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Nguyễn Trường Hải có ký hợp đồng thử việc để thực hiện nhiệm vụ khảo sát chuyên môn và trợ giảng trình độ đại học. Trong quá trình đó, ông Hải không tham gia giảng dạy vì đang trong giai đoạn thử việc, chỉ dự giờ trợ giảng các học phần trình độ đại học để nhà trường đánh giá. Đại diện trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sau khi đánh giá, phòng tổ chức hành chính của trường đã báo cáo cụ thể, theo đó chuyên môn ông Hải không đạt yêu cầu theo báo cáo của hội đồng đánh giá chuyên môn. Hồ sơ cá nhân của ông Hải không phù hợp với vị trí giảng viên do thiếu bằng đại học. Các bằng cấp khác của ông Hải cũng không hợp lệ sau khi phòng tổ chức hành chính tiến hành xác minh. Vì vậy nhà trường quyết định chấm dứt khảo sát chuyên môn, không ký hợp đồng chính thức với ông Hải. Đại diện trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo thông tin này với công an và các cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, như báo Thanh niên đã đưa tin, ông Nguyễn Trần Hải sử dụng bằng tiến sĩ, thạc sĩ giả để giảng dạy và ứng tuyển vào nhiều trường đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong lý lịch khoa học được sử dụng để xin việc, ông Hải khai tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp tiến sĩ công nghệ thông tin tại trường đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nhà trường không cấp bằng cho ông Nguyễn Trường Hải và dữ liệu đào tạo của trường cũng không có thông tin người học này. Ngoài thông tin đào tạo, ông Nguyễn Trường Hải tiếp tục làm dư luận xôn xao về lý lịch khoa học mà ông khai khi đột hồ sơ xin việc ở các trường. Trong đó, ông Hải liệt kê một số bài báo quốc tế đứng tên chung với một số tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hiện công an đang làm việc với các trường đại học để làm rõ thông tin vụ việc. Những thông tin mới nhất liên quan vụ việc này sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh youtube Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị quan tâm theo dõi.